bát y đế quân ý nghe mình thiên hạ âu ca cổ thay nghĩ nghĩa bình bách nghệ ý, tăng ý, lòng dân hạnh phúc ý, ức niên hương hỏa ý, chúc trường sinh ý, hồng ê bàng thị ê ê ê ê Nam Thiên Quốc tổ hồng bàng thị dung tiền ê dòng muốn thổ ý sinh hoa ý bốn nghìn năm ý nước non nhà hùng chèo ý thịnh trị ý dân ta phúc nghe ý cường ơn quốc tổ mở đường khai hoa đem châu còn khắp cả ý năm châu văn lang ý nước mạnh dân giàu để đâu ý ngự trị ý phong châu vững ê ý vàng tiền minh đường tam giang bạch hạc nghi hữu đà giang non tản nghi ngất trời vĩnh yên tam đảo ba ngôi núi cao ý bể rộng ý bầu trời phương ý đi nam ngôi đệ nhất hùng vương đế vị chân phương nam hòa khi ghi ý nghi nghi ý nghi xuân phong thiên hạ tăng long nhà nó người đủ ý
dân phong thuận ý nghĩ nga thi. Ngôi đệ nhị hùng uy lâm liệt ấy dạy nhân dân nối nghiệp mà nông nghề y y y y chang. Đường y pha núi khai hoang dạy dân lập ấp y nghi xóm làng yên vui. Hùng tam tổ chinh ngôi thiên Việt na y dạy cương thương. Khi tiếp đi nghi hùng y y y anh đoan chính trai y hiểu tròn nhiệm vụ y dân lành hiếu trung. Hùng đệ tứ hàng long hộ phục y nên võ công quán cỏ nghi hề 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 hoài danh. Cung thương nga kiếm kích tung hoành lòng thao hồ lược y quán tình trận đồ. Hùng đệ ngũ mưu mô sáng chế nối nghiệp cha võ bị chân an. Phòng khí hữu sự chiều đường dân nhờ uy đức kỷ cương vững vàng hùng đề lầu ký sửa sang tam cõi làm cõi giúp dân tình phúc tôi cầm cân một niềm
Bố Đức Thi Ân. Trên rừng dưới bể ý, quân dân nức lòng hùng đệ thất na từ dùng liêm quả ý, 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 ý. Hùng đệ thất na từ dùng liêm quả ý, ngự đèn vàng một dạ nghiêm minh dạy dân chỉ tin chọn lành một niềm dân dụng ý thanh danh để đời hùng đệ bát phun đi ý người hiền triết ý, 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 ý. Hùng đệ bát ta hiền triết ý bậc kinh luân quán triệt cổ kim mà nhâm cầm độn toán hằng chuyên tử sinh thọ yểu ý căn nguyên thuộc lầu hùng đệ cứu phong châu nước tiếng ý, 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 ý. Hùng đệ kêu rèn luyện kiếm cung dạy dân chạm đa đúc đồng mở mang trên bộ ý, dưới sông đua thuyền hùng đệ thập ý, binh ngữ quyền sẵn có hùng đệ thập ý binh ngữ quyền sẵn có lệnh quân dân chấn thủ biên cương sao cho thực túc binh cường rừng hoa nở rộ ý, hải dương thắng buồm hùng thập nhất ta mở mang ý, hải lý ý, 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 ý. Hùng thập nhất dạy nhân dân
dưới sông thương thuyền hải ngoại thong dong. Nối nghề ngư phổ mấy cha ông cái nghề còn truyền tháng
thật lòng nghĩ ngay. Dạ thẳng ha, ý nghĩ chi tu tè giữ vững nghiệp cha, dạy dân thành chính đi trị ra, cần lao tổ quốc đi ngay ngay ấy là chi trai. Hùng thập bát vì đời xuất thế ngay rõ người trời trí tuệ thông minh, sửa sang quốc thái dân sinh, trăm nghề đem lại phúc lành ân sâu. Ai hay lẽ cơ cầu tạo hoa nghi đã khai rồi lại tạ hoàn không. Minh quân lương thế tao phùng, giai nhân tài tử dốc lòng vì vua, dựng nghiệp tổ cơ đồ là thế, vong tử sinh hồ dễ ai qua. Phận bạc không già phán truyền con cháu dạy qua đôi lời, nước Việt Nam muôn đời thịnh trị đi khắp năm châu bốn bể nước danh. Sống văn minh rõ truyền, nên kỷ cương gắn liền tâm đức kỳ phù Việt Nam ngũ phúc tam đa. Muốn thuận hòa phúc cơ kiên cố nhà nhà đội ơn. Nam mô Y A Hồ Y ơi ya ơi ya
Ma ha.